Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chiến soi kèo nhân bóng đá của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ soi kèo trận đấu giữa Arsenal gặp với Crystal Palace. Trận đấu này thì sẽ được đá vào lúc 2 giờ ngày 6 tháng 8 2022 anh em nhé. Và trận này sẽ là trận khởi đầu của vòng 1 ngoại hạng Anh. Thì mình sẽ không để cho anh em phải chờ lâu hơn nữa, thì mình cũng sẽ điểm qua một số thông tin của ngày hôm qua và mình sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay anh em nhé. Trên kênh Chiến soi kèo của mình ngày hôm qua mình đã lên cho anh em về một video lịch thi đấu vòng 1 của ngoại hạng Anh 2022-2023, đúng không ạ? Và anh em đừng quên lướt qua tab cộng đồng. Hiện tại thì Chiến soi kèo đang tung những khuyến mãi rất là lớn dành cho những anh em lần đầu tiên truy cập vào kênh Chiến soi kèo và cùng đồng hành với nhóm của Hoàng Chiến anh em nhé. Và hạn chốt để anh em có thể nhận được những khuyến mãi này chính là mùng 16 tháng 8. Và anh em hãy nhanh tay liên hệ xuống phần mô tả của video này, liên hệ với mình qua Zalo, Telegram. Tất cả những anh em thành viên mới khi mà có một tài khoản chơi ở bên mình thì mình sẽ là người hỗ trợ trực tiếp anh em tạo tài khoản và cũng như là nạp rút trực tiếp qua thẻ ngân hàng của chính tất cả anh em uy tín. Và nếu như gặp bất kỳ một vấn đề gì thì bản thân mình thì sẽ support tất cả anh em nhé. Đừng quên là những số Zalo hay là Telegram thì mình cũng đã đều đính kèm ở dưới phần mô tả hết anh em nhé. Và sẽ không để cho anh em ngày hôm nay phải chờ lâu hơn nữa, thì mình sẽ soi kèo trận đấu giữa Crystal Palace gặp với Arsenal, đúng không ạ? Và hiện tại ở trên kèo handicap kèo châu Á hiện tại thì đang được ấn định với một cái mức kèo chấp hiện tại, đó chính là Arsenal là chấp 0,75 anh em nhé. Còn về những cái mã kèo tài xỉu của ngày hôm nay thì đang được ấn định với một cái mức, đó chính là 2.5 anh em ạ. Nếu như anh em đầu tư vào đây 1.000 điểm thì anh em sẽ thu về cho mình 980 điểm. Đấy, tức là bao nhiêu? Tức là 980k, đúng anh em. Và cái trận đấu mở màn của mùa giải mới 2022-2023 giải Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đọ sức giữa Crystal Palace gặp với Arsenal. Và ở mùa giải trước ấy thì Crystal Palace là chỉ đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, ở tại vị trí thứ 12 thôi. Và họ đã sở hữu cho mình là 48 điểm sau 38 vòng đấu, kém nhóm của các đội dự cúp châu Âu tới 8 điểm anh em nhá. Thế nên ở trong giai đoạn tiền mùa giải năm nay, Crystal Palace thì đã rất là tích cực để mà chuẩn bị cho cái mùa giải mới sau 9 trận đấu giao hữu. Là đội bóng này thì hiện tại là đã có 5 trận thắng, 2 trận hòa và để thua 2 trận. Thế thì Arsenal thì sao ạ? Arsenal là một đội bóng đang rất là mạnh, đang chí rất là mạnh tay ở phiên chợ hè năm nay, khi mà mang về cho mình rất là nhiều bản hợp đồng giá trị. Trong đó thì nổi lên như là Gabriel Jesus, đúng không ạ? Cựu tiền đạo của Man City đã có tới 7 bàn thắng chỉ sau 5 lần ra sân với pháo thủ trong các trận đấu giao hữu gần đây, và đang được đang nhận được rất là nhiều sự kỳ vọng ở mùa giải năm nay anh em nhé. Và nếu như xét đến khía cạnh lịch sử thì cả hai đội thì đều đã gặp nhau khá là nhiều lần rồi anh em ạ. Đã sau 24 lần chạm trán thì Arsenal đã có cho mình được 12 chiến thắng, Crystal Palace chỉ có được 4 chiến thắng thôi và có tới 8 trận hòa diễn ra anh em nhé. Nhưng mà về thành tích thi đấu hiện tại thì cả hai đội thì đều đang có những cái phong độ đang rất là thăng hoa, khi mà Crystal Palace họ đã bất bại 9 trận gần đây nhất ở trên sân nhà. Còn riêng mà khía cạnh chơi ấy, thì có họ đã có 3 trận liên tiếp là toàn thắng Crystal Palace anh em nhé. Về phía Arsenal thì sao ạ? Họ hiện tại đang có một thành tích thi đấu cực kỳ là ấn tượng anh em. Sau 6 trận đấu thì họ đã có cho mình là 6 chiến thắng. Vậy thì về những mặt giao hữu vừa rồi thì sao? Anh em có thể thấy này, để chuẩn bị cho mùa giải năm nay thì ở riêng trên ở trên giao hữu các câu lạc bộ của mùa này thì Crystal Palace thì họ đã có cho mình là 3 chiến thắng và 2 trận hòa và 1 trận thua sau 6 trận đấu anh em nhé. Còn Arsenal thì cực kỳ ấn tượng thì mình không phải nói nhiều, đúng không ạ? Họ đã có một chiến thắng 6-0 trước Sevilla và chiến thắng 4-0 trước Chelsea. Đấy, và điều này là điều dễ hiểu khi mà Arsenal hiện tại đang được xếp ở chiều trên của cái trận đấu ngày hôm nay anh em nhé. Và thế thì để mà có được những cái mã kèo ngon ăn nhất của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về cái đội hình dự kiến và những cái nhân sự có thể là góp mặt ở trong cái trận đấu của ngày hôm nay. Sau cái loạt trận giao hữu vừa qua thì có thể thấy là bộ khung của Arsenal thì đã được định hình, và đặc biệt là ở phía hàng công ấy thì tuyến giữa sẽ được điều tiết bởi đội trưởng là Odegaard, và còn ở trên hàng công thì Jesus sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ hai cánh, đặc biệt là Saka và Martinelli, đúng không ạ? Và trận đấu của ngày hôm nay thì Crystal Palace thì sẽ tung ra cho mình một cái đội hình dự kiến, đó chính là 4-3-3
Còn về cái phong độ đang rất là áp đảo của mình thì rõ ràng Arsenal thì họ cũng sẽ là chơi chủ động tấn công ngay từ đầu, đúng không ạ? Và là một đội bóng tầm trung thì sẽ rất là dễ hiểu khi mà Crystal Palace thì sẽ không nhận được quá là nhiều sự đầu tư ở trên thị trường chuyển nhượng. Và họ đã mang về tới 4 cầu thủ trong mùa hè vừa qua. Nhưng mà đó đều chỉ là những cái tên được đánh giá dưới dạng tiềm năng thôi anh em. Và mọi hy vọng của huấn luyện viên Vieira thì sẽ đặt lên ví dụ như là Zaha, người luôn có duyên trong mỗi lần đối đầu với Arsenal, đúng không ạ? Điểm tin về một số nhân sự ngày hôm nay không thể ra sân do chấn thương. Crystal Palace thì sẽ thì hiện tại là Jamie Atu thì sẽ không được ra sân anh em nhé vì những người chấn thương. Còn về phía Arsenal thì họ cũng đã có 4 nhân sự khá là đáng kể tên đến không thể ra sân của buổi tối ngày hôm nay. Sẽ đến khởi hành lịch sử khi mà cả hai đội gặp mặt nhau thì sau 8 trên 10 trận đấu thì đều diễn ra với trên 2,5 bàn thắng em nhé. Cả hai đội thì sau 8 trận trên 10 trận đấu gần đây nhất thì cũng đều ghi bàn. Và thẻ thì họ cũng không phải là quá nhiều thẻ đâu anh em. Nhưng mà riêng về kèo phạt góc anh em này thì anh em có thể thấy là 4 trên 5 trận đã gặp mặt nhau thì họ đã không có được là 10,5 quả phạt góc. Đấy. Còn về những cái lượt trận vừa qua, xét trên 5 trận đấu gần đây nhất thì Crystal Palace đều có 4 đến 5 trận là có hơn 2,5 bàn. Nhưng mà anh em có thể thấy rằng là thì kể cả là Crystal Palace hay là Arsenal thì 5 đến 5 hoặc 6 trận đã đấu thì họ đều là nằm ở trong các giao hữu các câu lạc bộ thôi. Cho nên ngày hôm nay á, lựa chọn đầu tư của tất cả anh em không nên đi kèo góc ở cái trận đấu này anh em nhé. Tức là chưa nên, anh em hãy cầm nắm cho mình những cái trang game để mỗi khi mà vào trận đấu thì anh em đi là nó sẽ chắc kèo nhất. Và mình sẽ đăng lên đây về một số mã kèo để cho tất cả anh em tham khảo trong cái buổi tối ngày hôm nay. Kèo handicap ở trên kèo châu Á hiện tại thì vẫn đang như mình nói ở đầu video, đúng không ạ? Arsenal hiện tại vẫn đang là đội được xếp chiều trên khi mà với cái mức chấp đó chính là mức chấp 0.75. Và ngày hôm nay ấy, thì thật khó để mà không đặt niềm tin cho Arsenal được anh em ạ. Đấy, về những cái sự thể hiện của họ trong cái 6 trận đấu vừa qua kể cả giao hữu anh em nhé. Và trận đấu ngày hôm nay xét trên phía cạnh kèo tài xỉu hiện tại đang được ấn định với một cái mức đó chính là 2.5. Thì anh em nên đi cho mình về cái kèo tài 2.5 ở trận đấu này được anh em nhé. Đấy, về và đây là hai mã kèo rất là sớm mình gửi đến đây cho tất cả anh em tham khảo ở trong video hôm nay. Và tất cả những cái mã kèo để quyết định đầu tư trước 30 phút đến 1 tiếng thì mình sẽ gửi vào nhóm chiền soi kèo của mình. Nên nếu như tất cả anh em chưa biết cách mà tham gia vào nhóm của mình ấy, thì anh em hãy kéo xuống phần mô tả của video này liên hệ mình qua Zalo, Telegram em nhé. Và cũng nhắc nhủ với tất cả anh em rằng là khi anh em mà tham gia vào nhóm chiền soi kèo của mình thì mình sẽ không thu phí của tất cả anh em. Nên ấy, nếu như anh em nhắn tin đến cho mình thì anh em hãy chủ động nhắn tin ngay sau khi xem video. Nhắn tin sớm một chút anh em nhé để chúng ta có thể là dễ làm việc với nhau hơn. Và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe video này. Để lại cho mình một nút thông báo và những cái dòng comment để mình hoàn thiện hơn ở những video sắp tới. Chào tất cả anh em.